Kênh YouTube của Yết được 200 ngày subscribe rồi. Woo! Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với video của Yết. Hôm nay là một cái ngày mà Yết đang cảm thấy rất là happy. Vì khi mà Yết được thông báo là Yết đã được hơn 200 ngày sub rồi thì siêu hạnh phúc luôn. Chiều nay á, lúc mà Yết vào YouTube của Yết thì được 199.919 ngàn subscribe. Xong rồi 10:30 tối nay thì có một số bạn nhắn tin cho Yến thật là yêu, đó là Yến đã được 200 ngày subscribe, hơn 200 ngày subscribe trên YouTube của Yến rồi. Siêu hạnh phúc luôn. Tôi biết không, là với một đứa như Yến, như ban đầu Yến có nói cái đợt mà Yến được nút bạc trên YouTube á, thì Yến có nói là Yến đặt cho mình một cái mục tiêu là khoảng 4 năm khi mà làm YouTube thì Yến nhất định phải lấy được nút bạc. Nhưng mà không ngờ là chỉ có khoảng 6 tháng khi mà làm YouTube thôi thì đã có nút bạc rồi. Và bây giờ thì một năm đã được 200 ngàn, như kiểu là được nút bạc lần thứ hai vậy á. Rất là vui. Và như đã hứa là khi mà YouTube của Yến được 200 ngàn subscribe thì Yến sẽ có một cái chuỗi những cái video chia sẻ những cái tip, những cái kiến thức về mỹ phẩm, về cách dưỡng mà da môi mà Yến biết được. Và đây là video đầu tiên trong cái chuỗi series đó. Hôm nay tụi mình sẽ nói về môi, những dấu hiệu của môi, những đặc trưng của môi và những cái giải pháp cho môi. Tại sao là môi mà không phải là những vùng khác trên cơ thể của tụi mình? Thứ nhất, ý nghĩ là tất cả tụi mình, tất cả những bạn nữ, cả những bạn nam luôn á, là tụi mình một cái món mỹ phẩm mà mình không thể thiếu được ở trong cái bộ sưu tập của mình, ở trong cái giỏ, trong cái túi của mình, ngay cả khi mình đi học, đi làm, đi ngủ, đó là son môi. Son môi thì có rất là nhiều loại, từ son màu, son dưỡng. Son màu thì còn lại chia ra là son màu bình thường, son màu lì. Son dưỡng thì là có loại chia ra là son dưỡng môi, son dưỡng qua đêm, son dưỡng cấp ẩm, cấp tóc, kiểu như vậy rất là nhiều. Cho nên ý nghĩ là với các bộ phận trên người mình á, thì cái điểm đầu tiên mà mình chú ý nhất, quan trọng nhất mà ai cũng nghĩ tới đó là môi. Cho nên là cái video đầu tiên cho cái series ăn lần 2 cho ngày subscribe sẽ nói về môi. Đầu tiên nhắc về môi thì Yến sẽ nhắc về cấu tạo của môi. Mình thử rờ trên môi mình nha, thì mình sẽ cảm nhận được là môi mình rất là mềm, đúng không? Ngay cả môi của bạn lười dưỡng nó bị khô thì môi mình rờ môi mình á, nó cũng cảm giác mềm. Không nói trường hợp các bạn má nhiều mỡ nó mềm hơn, nhưng mà thật ra là môi mình là cái vùng rất là mềm ở trên mặt của mình, rất là mềm. Bởi vì cấu tạo của môi là từ mỡ. Nghe tới đây thì nhiều bạn nhắc là trời ước gì mà mỡ môi mình được dày một chút đỡ tốn tiền tiêm filler. Đó là lý do tại sao mà nhiều người đi tiêm filler đó mọi người. Tại vì môi mình là được cấu tạo từ mỡ, nên là tiêm filler chất làm đầy để môi mình đầy hơn, đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Môi mình được cấu tạo từ mỡ thứ nhất. Thứ hai đó là môi dưới sẽ có nhiều mỡ hơn là môi trên. Đó là lý do tại sao giải thích cho cái việc là môi dưới của mình luôn dày hơn môi trên. Có nhiều số bạn là môi dưới mà dày kiểu dày bất chấp á, như Yến chẳng hạn, thì mình sẽ có cảm giác hơi trề một chút xíu, nó bị đưa ra vì nó dày quá khi mình nhìn góc nghiêng. Bởi vì cấu tạo từ mỡ cho nên là môi sẽ có những đặc tính sau đây. Là cái khu vực rất là mướt, rất là mềm. Là cái khu vực cảm thấy nó lúc nào nó cũng căng ẩm. Là cái khu vực mà mình nó rất dễ tổn thương nhưng mà nó rất dễ hồi phục. Và là cái khu vực mà tụi mình chú trọng nhiều nhất trên mặt của mình. Bởi vì nó cấu tạo từ mỡ và nó mềm, nó mượt, nó mướt, cho nên là nó siêu nhiều những cái gọi là cái gì, cái từ gì nó đẹp nhất. Từ từ Yến cần suy nghĩ khúc này theo kiểu là một cái từ rất đơn giản thôi mọi người, nhưng mà mỗi lần nhắc tới cái từ đơn giản là sẽ quên mất. Gọi là cái gì, cái từ gì nó đẹp nhất. Từ từ Yến cần suy nghĩ khúc này theo kiểu là một cái từ rất đơn giản thôi mọi người, nhưng mà mỗi lần nhắc tới cái từ đơn giản là sẽ quên mất. Nó siêu dễ bị tác động và bị lão hóa. Chính xác là tác động và lão hóa. Đầu tiên á, môi của mình sau thời gian, bạn để ý các bà, các mẹ hoặc là các chị lớn tuổi á, thì môi sẽ bị nhăn lại. Rất dễ nhăn, môi của mình rất là dễ nhăn nha. Bạn để ý là khi mình càng có tuổi thì những cái nếp nhăn và những cái rãnh nhăn trên môi của mình nó sẽ gia tăng rất là nhiều. Bên cạnh đó nữa là mỡ theo thời gian nó sẽ bị teo lại, trừ mỡ bụng. Mỡ môi lại rất dễ teo, cho nên là theo thời gian là từ từ cái môi của mình á, nó sẽ bị mỏng lại. Nhất là môi trên, khi mà bạn rơi vào khoảng 60-70 tuổi, bạn sẽ nhìn thấy là các bác mà 60-70 tuổi á, người ta mất tiêu cái môi trên luôn, là bởi vì cái mỡ môi nó bị tiêu mất. Kể tới việc môi là cái khu vực mà nằm ở trên mặt của mình, là cái nơi mà tụi mình rất ít chú ý cho cái việc là bảo vệ nó. Và bởi vì tụi mình lười bảo vệ, tụi mình còn sử dụng nhiều sản phẩm tạo màu khác trên môi nữa, cho nên là môi là cái khu vực mà rất là dễ bị tác động, bị yếu đi, bị hư hỏng, bị khô đi và bị bong chóc đi. Để nhìn thấy là chỉ có một sự thay đổi thời tiết thôi là môi của mình sẽ bị khô đi chẳng hạn, hoặc là cơ thể của bạn bị thay đổi nhiệt nhanh chóng thì môi của bạn cũng bị lở.
Rồi bạn cũng sẽ nhìn thấy nếu mà mình lười giữ môi thì môi mình cũng bị khô đến khi chảy máu luôn. Rồi mình liếm môi nhiều thì môi của mình cũng lại càng khô và càng bong chóc. Hoặc là bạn nhìn thấy là mỗi khi mà bạn bệnh á thì môi của bạn nó sẽ bị kiểu là thể hiện rõ, bị cảm, bị sốt chẳng hạn, thì môi mình sẽ tái mất tiêu đi. Tại vì sao? Tại vì trên môi của mình là nơi tập trung của rất 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 nhiều, ý nhắc lại là rất nhiều những cái mạch máu nhỏ. Khi mà bạn có vấn đề về máu thì môi của bạn sẽ bị thâm đi, hoặc là bị tái đi, hoặc là bị bầm đi. Và khi mà bạn cơ thể bạn mà có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe thì môi của bạn thể hiện rất là rõ. Bên cạnh đó nữa thì những cái việc là ví dụ như bạn bị tác động từ bên ngoài đi thì môi của bạn á biểu hiện siêu rõ. Ví dụ như bạn đi ra ngoài đường và bạn không chống nắng thì môi của bạn rất là nơi dễ sản sinh melanin, làm cho môi của bạn bị sẫm màu đi. Hoặc là bạn tác động quá mạnh trên môi thì những cái mạch máu vỡ ra. Và bạn biết rồi đó, mạch máu mà vỡ ra thì sẽ làm tạm cảm giác tụ máu bầm. Về lâu dài thì môi của bạn sẽ bị thâm. Thâm môi á thì tụi mình sẽ ngồi đây để nói về việc là tại sao mình thâm môi luôn. Như nãy giờ Yến chia sẻ thì bạn biết được cơ bản những cái kiến thức về môi, về cấu tạo môi, về đặc điểm của môi, về tính chất của môi, đúng không? Tụi mình hay nghĩ thâm môi thì sẽ có những lý do sau đây. Thứ nhất là do xài son, thứ do hai là do môi trường, thứ ba là do mình không dưỡng, và thứ tư là do gọi là cơ địa của mỗi người. Nhưng mà mình tổng hợp lại á thì cái lý do thâm môi sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất là do cơ địa, nghĩa là do bên trong của mình, và thứ hai là do tác động của bên ngoài. Hai loại thâm này thì nó sẽ có những cái đặc biệt, những cái đặc điểm như thế này. Nếu mà bạn bị thâm môi khi mà bạn sinh ra thì ơn trời, bạn không làm gì được hết. Bạn chỉ có thể đi phun, đi xăm để tạo một cái lớp màng che ở bên trên thôi. Bởi vì tác động từ bên trong máu, nó giống như là những cái tàn nhang mà khi Yến dậy thời Yến bị vậy á. Thì Yến chỉ tác động được bên ngoài một thời gian rồi nó cũng sẽ trở lại, không làm được gì cả. Nếu bạn bị thâm môi do máu, bạn bị bệnh một cái bệnh gì đó, xong rồi môi của bạn bị sạm màu đi, thì Yến khẳng định với bạn luôn là không có một cái sản phẩm mỹ phẩm nào, một cái sản phẩm skin care nào có thể giúp bạn làm cho môi của bạn trở nên hồng trở lại, hoặc là làm cho môi của bạn trở nên đẹp trở lại, trừ cái việc là bạn hết bệnh đi và máu của bạn đẹp trở lại, máu của bạn tốt trở lại thì may ra. Còn nếu như mà có một cái sản phẩm nào đó trên thị trường đảm bảo là sẽ trị thâm môi 100%, thì Yến khẳng định với bạn á là sản phẩm đó chỉ trị thâm môi được khi mà bạn bị tác động bên ngoài thôi, vì nó không thể nào mà thay đổi cái cơ địa bên trong của bạn được. Người ta có rất là nhiều cách để mình có thể tăng cái collagen để làm cho môi của mình căng hơn, da của mình căng hơn. Người ta có rất là nhiều cách để người ta có thể giúp cho bạn có thêm nhiều hạt chất làm cho môi của bạn hồng hơn. Nhưng mà Yến khẳng định là cái thâm môi do máu, do cơ địa thì đi phun, đi xong thì nó mới che được thôi. Sản phẩm không làm được, hoặc là chỉ có thể làm được tạm thời thôi. Mình rất là may mắn sinh ra trong cái thời điểm mà phẫu thuật thẩm mỹ rất là phát triển. Cho nên là nếu mình bị thâm môi do máu chẳng hạn thì mình có thể sử dụng che khuyết điểm. Nếu như mình không có đủ điều kiện mà đủ khả năng hoặc là đủ can đảm để đi thẩm mỹ thì mình có thể sử dụng che khuyết điểm để che môi, cái phần thâm của mình. Sau đó thì mình sử dụng tông màu son để che lên. Tí xíu nữa trong cái phần video này thì Yến cũng sẽ chia sẻ với mọi người những cái màu son phù hợp với lại môi thâm để mọi người có thể lựa chọn và chọn cho mình những thảo son phù hợp. Và trường hợp thứ hai là bạn thâm môi do tác động của bên ngoài. Những cái tác động mà bạn có thể thâm môi mà Yến nghĩ là bạn sẽ không nghĩ tới, những cái hành động rất là đơn giản bên ngoài thôi. Thứ nhất là đi ra ngoài đường không chống nắng làm thâm môi. Tại vì sao? Tại vì ánh nắng mặt trời nó làm da bạn đen, đúng không? Do sản sinh melanin thì môi là cái vùng siêu nhanh là cái việc đó luôn. Melanin sản sinh rất là nhanh cho nên là những cái hắc tố đen sẽ nó xuất hiện trên môi của bạn làm thâm môi của bạn. Thứ hai đó là bạn không dưỡng môi thường xuyên. Khi mà bạn sử dụng môi của mình quá nhiều cho những việc ví dụ như là đánh son nè, rồi có bộ bịch gì đó, xong rồi môi của bạn nó bị yếu đi. Nhưng bạn không có dưỡng môi làm cho những cái mạch máu, khi nãy có nói đó, những cái mạch máu rất nhỏ bên trong của bạn á, nó sẽ bị bể ra, tụ máu bầm và nó gây thâm môi. Thứ ba là bạn cắn môi. Cắn môi cũng là một cái hành động làm cho thâm môi, bể mạch máu. Thứ tư đó là bạn liếm môi quá nhiều. Bạn liếm môi quá nhiều á thì cái việc ma sát đó nó cũng sẽ làm bể mạch máu. Thứ năm đó là cái gì? Xài xong liền. Rất là nhiều bạn nhầm lẫn với việc là tại sao xài son lì bị thâm môi. Bạn nhầm lẫn với việc là son lì gây thâm môi là do có chì. Nhưng mà nó không hoàn toàn đúng. Đúng là một số son lì chứa chì thì sẽ gây thâm môi. Đó là chuyện đương nhiên và ai cũng biết. Tuy nhiên có một cái trường hợp nữa, son lì gây thâm môi đó là gì? Là tại vì cái son lì ấy, nó dính trên môi của mình rất là chặt. Cái việc tẩy trang ấy, nó rất là khó. Và mỗi lần bạn đánh son lì thì bạn sẽ nghe được cái cảm giác khá là nặng và dính lên trên môi. Như vậy á, mỗi lần mà mình lau son lì hoặc là mình đánh son lì á, cái việc mà ma sát giữa cọ đánh son và cái chất son trên môi của bạn á, nó làm nặng cái môi của bạn đi. Để lâu dài thì cũng làm gãy mạch máu. Mình đã nói là cái mạch máu ở trong môi của mình nó siêu nhỏ và nó rất là dễ vỡ. Xong rồi sau đó thì lúc mà mình tẩy đi á, thì mình chà mạnh ở trên môi của mình nó cũng gây ra cái tình trạng
thăm môi. Đó là những cái lý do gây thăm môi, nó không chỉ đơn giản là môi của bạn bị nhiễm gì mới thăm môi đâu nha. Rất là nhiều lý do. Tóm gọn lại là: thứ nhất, không bảo vệ môi. Thứ hai là không giữ môi. Thứ ba là không tôn trọng môi tí xíu nào trong cái việc tẩy trang. Thứ tư đó là lười tẩy tế bào chết. Những cái màu son nó tụ lâu ngày ở trên môi của bạn á, thì những cái sắc tố của nó sẽ bám vào trong môi của bạn và len lỏi vào. Từ từ từng ngày một nó sẽ dính chặt ở trên môi của bạn và tạo ra cái độ xỉn màu trên môi của bạn. So với việc thâm môi do cơ địa thì thâm môi do tác động bên ngoài á là một việc rất là may mắn, tại vì tụi mình có thể thay đổi nó được, tụi mình có thể chữa được. Một trong những cách làm để giảm thâm môi rất hiệu quả đó là: đầu tiên, bạn phải tẩy tế bào chết một tuần ít nhất là 2 lần để loại đỏ đi cái vùng da chết trên môi của bạn. Sau đó thì bạn sử dụng dầu hoặc là những cái sản phẩm massage làm tan vết thương, vết bầm dành cho môi. Bạn massage trên môi của bạn để giảm thiểu cái độ tối màu trên môi. Sau đó thì bạn nhớ là phải dưỡng môi, tốt nhất là đánh son dưỡng trước khi đi ngủ vào mỗi buổi tối. Giải pháp dành cho bạn á là: thay vì mình phải sử dụng những cái son nó quá lì thì mình có thể sử dụng những cái son mà nó có độ lì vừa phải thôi. Theo kiểu là mình ăn uống nó có thể trôi nhưng mà nó còn một cái base hồng nhẹ trên môi. Khúc này giống quảng cáo son của Yến quá. Nhưng mà thật ra nếu mình sử dụng những cái son lì vừa phải thì mình vừa cảm giác là môi mình đẹp, mình tự tin đi ra đường nhưng mà nó lại không tổn hại tới môi. Bạn muốn một đôi môi đẹp, khỏe, mạnh hay là một đôi môi thật đẹp nhưng mà nó lại xấu theo thời gian, đó là lựa chọn của bạn. Bên cạnh đó nữa thì cái môi của bạn nếu mà bạn không giữ và không tôn trọng nó thì rất nhanh thôi, một vài năm nó sẽ lão hóa nhanh, thật là nhanh, thật nhanh, và mình sẽ không làm được gì cả. Bạn nghe tới đây sẽ hỏi Yến là: Yến có bị thâm môi đâu mà Yến biết. Nhưng mà bạn biết không, tại vì Yến bán son mà có siêu nhiều những bạn nhắn tin cho Yến theo kiểu là môi bạn bị thâm á, và cái việc thâm môi đôi khi làm bạn bị tự ti rất là nhiều. Bạn cảm thấy rất là xấu hổ, rất là khó khăn trong cái việc chọn màu son. Vậy cho nên là khi mà môi bạn chưa thâm thì hãy cố gắng bảo vệ nó, hãy cố gắng trân trọng giữ gìn nó. Và nếu mà bạn môi của bạn đã bị thâm rồi thì hãy càng phải trân trọng và bảo vệ nó nhiều hơn nữa. Có thể make up tốn vài tiếng đồng hồ, bạn có thể đi chơi cả ngày, nói chuyện cả ngày, nhưng mà dành một phút cho môi của bạn mỗi tối, tại sao không, đúng không? Hãy dưỡng môi mỗi tối một phút, chị mình chỉ tốn một phút là rất nhiều á, xoa dim, son dưỡng rồi đi ngủ thôi, vừa làm cho môi của mình hồng hơn, mềm hơn, mướt hơn. Có nhiều bạn thắc mắc là tại sao môi của bạn đánh son nó không có ăn màu, nó không có lên đúng màu, rồi nó không có bám màu, hoặc là cái màu son nó cứ bị nứt nứt và bị rảnh á. Vấn đề nằm ở chỗ là nhiều bạn cứ nghĩ là do son, nhưng mà các bạn không nghĩ lại là do bản thân các bạn. Môi của bạn quá nhiều tế bào chết, môi của bạn quá khô, môi của bạn không được dưỡng và môi của bạn bị thâm thì làm sao mà lên màu đẹp và làm sao mà son lên đẹp được, đúng không? Cho nên là muốn cái màu son của mình giữ được lâu, đẹp, mềm, mượt như nhiều người thì mình phải dưỡng môi đó mọi người. Hợp á, bạn không có điều kiện để có thể đi mua son hoặc là mua một cái sản phẩm tẩy tế bào chết cho môi thì đây là một cái lựa chọn. Bạn sử dụng cái đường nâu mà mẹ mình hay nấu đồ ăn, đường nâu nha. Hãy là mua đường nâu, đừng mua đường đen hoặc là đường nâu Hàn Quốc. Sau đó thì bạn trộn theo tỷ lệ là 1:1 chung với lại mật ong. Và nếu nhà bạn có bơ xi hoặc là nhà bạn có dầu ô liu thì hãy bỏ nó vào. Mình hãy trộn cái hỗn hợp đó lại, sau đó massage trên môi. Cái hỗn hợp bao gồm đường đen, mật ong và bơ xi vừa có tác dụng là tẩy tế bào chết cho môi, vừa có tác dụng là làm mềm, mượt và tốt cho môi của bạn nữa. Vì Yến là bạn không có tiền mua dầu nha, vậy thì bạn không cần coi cái video này nữa. Và bạn không cần nghĩ tới việc là bảo vệ môi hay là cơ thể của bạn nữa. Nếu như em không có tiền để mua son dưỡng thì sao? Trời ơi, có tiền mua son màu nhưng rất nhiều bạn lại tiếc tiền mua son dưỡng. À, vậy thì tụi mình có thể sử dụng dầu dừa, dầu ô liu, dầu hạnh nhân, dầu cám gạo. Những cái loại dầu thực vật mà mình có thể mua được ngoài siêu thị. Và dùng cái loại dầu đó massage trên môi của mình thật nhẹ nhàng và để nó qua đêm. Cái việc mà mình dùng dầu á, massage trên môi, nó vừa cấp ẩm, nó vừa làm mềm môi, nó vừa giúp môi của mình mượt hơn và khỏe hơn. Và Yến thấy là sau cả quá trình tụi mình nói chuyện với nhau á, thì tụi mình biết rõ được là môi của mình đang ở trạng thái nào, đúng không? Bạn sẽ nhìn thấy là môi của mình là cái khu vực rất dễ tác động. Môi trường cũng tác động, mạnh tay cũng hư, làm cái gì cũng hư đó. Nhưng mà môi của mình là một cái vùng rất là hay ho. Đó là ví dụ như môi mình bị khô đi, bạn chỉ cần bôi một chút xíu son dưỡng lên thì nó lại mềm ngay. Hoặc là môi của bạn bị chảy máu đi thì ngay hôm sau bạn thấy nó đã rất là lành rồi, nếu mà bạn không có liếm môi hoặc là cắn môi. Môi của bạn bị nứt nẻ thì chỉ cần sử dụng một cái son trị nứt chẳng hạn thì nó đã mềm liền rồi. Bạn sẽ nhìn thấy là môi của bạn là một cái vùng rất là đặc biệt, tại vì nó quá đẹp, đúng không? Trên gương mặt của con gái tụi mình thì cái vùng môi là cái vùng khá là hấp dẫn ngoài đôi mắt của mình mà, đúng không? Nó vừa đẹp nè, nó vừa hấp dẫn nè, nó vừa kiểu là làm cho mình
xin yêu rồi nó vừa kiểu thay đổi được nữa thì cái việc mà nó dễ tác động là chuyện đương nhiên rồi. Tất cả mọi thứ trên đời này đều có hai mặt mà. Vậy cho nên lời khuyên dành cho cái video này và dành cho những bạn nào đang xem video này đó là hãy bảo vệ đôi môi của bạn trước khi không thể làm gì với nó. Yến không biết là bạn đang trong tình trạng nào, đôi môi của bạn đang gặp vấn đề gì, nhớ comment cho Yến biết nha. Biết đâu với những gì Yến biết thì có thể share với bạn cái gì đó để môi của bạn trở nên đẹp hơn và tốt hơn. Video đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng là bạn thích cái video này. Nếu mà bạn biết cái gì đó thêm thì bạn có thể comment bên dưới để tụi mình cùng học hỏi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.